Chắc hẳn rằng rất nhiều người trong chúng ta còn ám ảnh cảnh tượng này. Người mẹ già nua, còn cõi rạp mình trước những nhát chổi của người con gái do mình dứt ruột sinh ra. Và chắc hẳn, chúng ta cũng chưa thể quên cảm giác đau đớn và phẫn nộ trước những hành vi bạo hành, tệ hại hơn là ra tay với ngay cả những đấng sinh thành. Giá trị đạo đức căn bản, hiếu nghĩa trong xã hội hiện đại vì nhiều lý do mà trở nên méo mó, thậm chí đánh mất. Rất nhiều bậc cha mẹ, người lớn tuổi không nơi nương tựa hoặc cô độc ngay tại chính căn nhà của mình, nơi lẽ ra phải là một tổ ấm. Nhưng sự việc đau lòng, con cái quên đi chữ hiếu với ông bà, cha mẹ không là đa số, nhưng cũng chẳng còn hiếm gặp. Nhìn thấy nỗi đau của những ông bố, bà mẹ không may dưỡng sinh những người còn bất hiếu, Hội Từ Thiện và Bảo vệ Quyền Trẻ Em thành phố Đà Nẵng cùng với Công ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước Tường đã dành tâm huyết, thời gian, công sức, đóng góp tinh thần và vật chất để làm nên một chương trình phát hiện, cổ vũ, động viên và vinh danh những người con, người cháu có hiếu dù trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, ngặt nghèo, vẫn chu toàn hiếu nghĩa. Và một chương trình truyền hình thực tế với cái tên giản dị Tấm Gương Hiếu Thảo đã được lên sóng, chính thức ra mắt khán giả và lần lượt kể những câu chuyện chân thật, cảm động và đặc biệt. Không chỉ là bổn phận hay là nghĩa vụ như người đời thường nghĩ. Khi mà đưa ra tiêu chí và thông báo cho 7 quận huyện thì trong một thời gian 1 tháng, nhưng mà có quận huyện gửi lên thì ít lắm, tức là tìm cô như thậm chí như Hòa Vang đó là tìm không ra một cái con người mà như mình mong muốn đấy. Cho nên sau thời gian thì hội mới đôn đốc tiếp tục tìm kiếm, đã được 4 cái gia đình. Và chúng ta tiến hành để mà thực hiện cái chương trình Tấm Gương Hiếu Thảo. Sự làm việc tận tình chú đáo và rất là minh bạch của cái Hội Từ Thiện thành phố Đà Nẵng. Thì những năm gần đây tôi có quan hệ với Hội thành phố Đà Nẵng trong một số chương trình từ thiện. Tôi là người khó tính, cho nên là tôi đặt cái tiêu chí của Hội Từ Thiện là phải chọn được những gia đình có siêng năng lao động, có đạo đức tốt và gặp hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn thì mình giúp đỡ, tạo điều kiện cho họ có nơi ăn chốn ở đàng hoàng. Tôi không đồng ý mà giúp đỡ những người lười biếng lao động, không có đạo đức và sa đào vào việc rượu chè, cờ bạc vân vân. Và Hội Từ Thiện thành phố đã thực hiện đúng cái tiêu chí mà tôi đề ra. Rất nhiều khó khăn đã và vẫn đang bủa vây lấy Tấm Gương Hiếu Thảo và những người thực hiện chương trình. Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ra những tổn thất cực kỳ nghiêm trọng ở mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội. Sản xuất kinh doanh đối mặt với muôn vàn khó khăn. Nguồn tài trợ là cả một bài toán nan giải và tìm ra cho được những nhân vật thực sự xứng đáng. Vượt qua tất cả, hành trình của Tấm Gương Hiếu Thảo đã tìm đến được nhiều địa chỉ, dù còn nhiều vất vả, gian truân. Nhưng đó thực sự là mái ấm của những bậc sinh thành, nơi có thể tìm thấy nụ cười, sự mãn nguyện của những người cha, người mẹ. Bà cũng rất mừng chỗ ăn, chỗ ngủ của bà cũng bữa nay cũng ấm ốp, bà thấy mà nó lên mừng mừng. Với lại tiền bọt nó thì cũng về nó mua ý nó ổ rồi nó lộn chân cho bà uống, cái rồi đỏ rồi cái rồi uống sữa cầm uống thuốc bổ cho ăn được ngủ được. Và nhờ đó mà bữa nay bà mới có do có thịt mà đi rồi cũng khen. Khi nhận được phần hỗ trợ chương trình, tôi và gia đình rất vui, dù có hay không được ghi nhận thì tâm nguyện của tôi vẫn lo cho bạn chú đáo. Nhưng có được phần hỗ trợ này, tôi có động lực hơn và điều kiện tốt hơn để chăm lo cho mẹ và gia đình. Tôi rất cảm ơn chương trình Tấm Gương Hiếu Thảo. Sau khi nhìn thấy chương trình được phát sóng trên đài truyền hình thì em cảm thấy rất là xúc động và rất là vui vì có một chương trình rất là ý nghĩa
được phát triển để hỗ trợ các gia đình khó khăn, và trong số đó là có gia đình của em. Tôi rất là cảm động khi nhận được một số tiền của nhà tài trợ đã hỗ trợ cho gia đình tôi, để một thêm một phần nào đó cho gia đình tôi trang trải để cho các cháu ăn học và mua xe để làm kẻ phương tiện đi lại. Nhiều người họ cũng bất ngờ khi tôi đã lên sóng truyền hình, và họ cũng đã chia sẻ với tôi, họ đã đồng viên tôi. Khi được nhận được cái vinh danh, cái phần thưởng của bên hội từ thiện và công ty Bắc Tường thì thật sự mà nói là rất là cảm động, cảm xúc. Thứ nhất đó là để hướng cho mình một cái niềm vui, mà niềm vui đó là tạo động lực cho mình trong cuộc sống, cũng như là khi là có trong nhà có mẹ già, có bước đường, có một cái đường lối để cho tôi là vững vàng hơn, niềm tin hơn, lo cho mẹ già và những ngày cuối đời hơn về sau. Còn cái chuyện mà thật sự tôi rất tự hào, nó thật sự đó, là mình cũng được bình chọn vinh danh trong một cái chương trình mà mang thật đầy ý nghĩa. Không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời, để lại những kỷ niệm đẹp và ấn tượng khó có thể nào quên trong lòng của các nhân vật được vinh danh, bằng lối kể chuyện bình dị và ấm áp, tấm gương hiếu thảo đã lay động được những khán giả truyền hình, đặc biệt là những người quan tâm đến các vấn đề văn hóa xã hội, có mong muốn đóng góp cho sự gìn giữ và phát triển đối với những giá trị văn hóa, lễ giáo tốt đẹp của dân tộc. Thì có thể nói rằng là rất là xúc động. Các anh, các chị và các cháu luôn, dù rằng cái hoàn cảnh, điều kiện về kinh tế rất là khó khăn, nhưng mà họ rất là giàu với tình thương, cái tình yêu. Khi xem ấy thì có thể nói rằng mình rất mừng, rất tự hào có những con người như vậy, có những gia đình như vậy. Và nếu mà thành phố Đà Nẵng và đất nước mình á, là có nhiều cái gia đình như vậy thì cái xã hội mình nó ngày tốt đẹp hơn, nhất là cái giai đoạn hiện nay nữa. Nếu như mà cái những cái điển hình ấy là nó lan tỏa ra cho cộng đồng, cho toàn xã hội, thì đó là cái điều rất là đáng mừng. Và tôi nghĩ rằng là hội từ thiện của thành phố cùng với lại các nhà tài trợ nên là tiếp tục để phát triển cái chương trình Người Con Hiếu Thảo, sẽ giúp được rất là nhiều cho các cái hoạt động cộng đồng, cái hoạt động giáo dục của chúng ta. Cái chương trình này là một cái chương trình đặc biệt và rất là hiếm. Tức là hiện nay ở trong truyền thông á, có rất là nhiều chương trình mà chủ yếu là người ta thiên về giải trí. Cái ý nghĩa nhân văn nó rất là cao, bởi vì theo tôn giáo người ta nói thì trong 100 điều thiện thì cái điều đầu tiên là phải là chữ hiếu. Thế thì chương trình đã nhắc nhở đến đó là cái truyền thống tốt đẹp của người dân Việt. Thế thì đó là cái điều đáng ca tụng. Cái người mà tạo ra cái chương trình này và những cái đơn vị phối hợp, họ đã nhìn thấy cái cuộc sống cần thiết phải nâng cao cái điều đẹp để cho nên làm chương trình này. Bây giờ cũng còn vô số những cái mảnh đời rất là bất hạnh, nhưng mà ở trong những cái ngôi nhà đó có những tấm gương hiếu thảo theo truyền thống của người Việt. Mong sao cái đài truyền hình và những cái cơ quan lãnh đạo đầu tư kinh phí, bởi vì sao? Giúp được an sinh xã hội, tức là làm cho xã hội tốt đẹp hơn và người ta sống sẽ dễ chịu hơn. Phải nói rằng xã hội Việt Nam thì luôn coi trọng hàng đầu cái việc giáo dục nề nếp, gia phong. Thì qua cái chương trình truyền hình Tấm Gương Hiếu Thảo, chúng ta có thể thấy rằng giữa những cái bộn bề khó khăn của cuộc sống với nhiều cái mặt trái của nền kinh tế thị trường, thì cái sự hiếu thảo của con cháu đối với cha mẹ, ông bà mà chúng ta nhìn thấy được qua cái chương trình ở gia đình anh Lê Viết Chanh hay là gia đình anh Vũ Văn thì thật là đáng trân trọng. Và những gia đình này đã nhận được cái sự quan tâm và cái sự hỗ trợ xứng đáng của nhà tài trợ. Thì đây là những điển hình
tiêu biểu cho việc gìn giữ và phát huy những cái giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống, rất cần được tuyên truyền và nhân rộng. Và chắc chắn chương trình sẽ có ý nghĩa lan tỏa hơn nếu như được đưa vào các cái tiết học giáo dục thực tế qua màn ảnh nhỏ cho các em học sinh, sinh viên, và để trở thành những cái bài học sinh động, thuyết phục từ người thật việc thật. Và chương trình này nếu được truyền thông qua các cái kênh truyền thông trong hệ thống chính trị thì sẽ có cái giá trị to lớn trong việc góp phần thực hiện cái chỉ thị 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Chúng bây giờ là công việc thì mình là lùm hết tác, cũng tranh thủ vì lo cho mẹ. Dù điều kiện sản xuất phát sóng đến với các nhân vật còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhưng 4 số đầu tiên của Tấm gương hiếu thảo đã lên sóng suôn sẻ trong sự tâm huyết và nỗ lực hết mình của Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, nhà tài trợ Công ty Cổ phần Cơ khí Hải Giang Phước Tường và đơn vị sản xuất Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Sự vui mừng và đón đợi từng chương trình lên sóng từ những khán giả, đặc biệt ở quận, huyện, hội và nhân vật của chương trình đã trở thành động lực để hành trình Tấm gương hiếu thảo được tiếp tục đến với nhiều địa chỉ yêu thương. Theo tôi thì cái chương trình này rất là ý nghĩa. Thứ nhất là bây giờ cái đạo đức của con người nó có phải là đã xuống cấp, cho nên là cái chương trình đã khơi dậy cái lòng hiếu thảo, cái hiếu thuận trong gia đình là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái việc mà hỗ trợ cho những cái em mà có cái tấm gương hiếu thảo như thế này, không chỉ giúp các em mà phát huy được cái năng lực của mình và tiếp bước những ước mơ của mình sau này phát triển thành một người có ích cho xã hội. Hơn nữa là được cả một mọi người được ghi nhận cái tấm lòng hiếu thảo của em và cũng là cái tấm gương để người ta học tập. Ước sao mong sao là chương trình duy trì mãi, được các mạnh thường quân, các nhà tâm là luôn theo dõi, luôn hỗ trợ để cho là khuyến khích những người con có hiếu thảo, những người con mà thậm chí mà nói nhiều được người. Thật sự ngoài cuộc sống này là nhiều người rất có hiếu thảo, nhưng đôi lúc sơ suất gì đó, có một kinh phí gì đó không có. Có thể là họ cũng đảm bảo được cuộc sống của mẹ già, cha già đài, cũng như là hội từ thiện, cũng như là các mạnh thường quân cũng cố gắng tạo điều kiện, hoặc là mình cố gắng là để phát tâm ra những kêu gọi những mạnh quân gần xa để có là kinh phí để mình làm những chương trình ý nghĩa này. Thật sự mà nói là ai cũng có cho rằng là chương trình này rất là ý nghĩa. Với sự ra đời của mình, Tấm gương hiếu thảo đã khẳng định được rằng ngoài những câu chuyện đau lòng, những cá nhân gây ra những vụ việc gây phẫn nộ, cuộc đời vẫn còn hiện hữu nhiều tấm gương, những người con hiếu thảo rất đáng khen, rất đáng vinh danh. Đó là câu chuyện về anh Lê Viết Chanh, quận Ngũ Hành Sơn, em Vũ Văn, quận Liên Chiểu, chị Hồ Thị Thanh, quận Thanh Khê, anh Phí Văn Nam, quận Sơn Trà, đã gợi rất nhiều cảm hứng sống đẹp và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng bởi nhân cách tốt đẹp, căn cốt thiện lương, lối sống nghĩa tình trước sau trọn vẹn và tấm lòng hiếu thảo đậm sâu. Hai năm qua, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những hậu quả trầm trọng, nhiều tổ chức doanh nghiệp chao đảo, phá sản, đã hạn chế sự nhân rộng và lan tỏa rộng khắp của chương trình. Mới chỉ có một đơn vị tài trợ 4 suất khen thưởng, vinh danh cho 4 tấm gương sáng đặc biệt nổi bật. Tôi mong muốn cái chương trình này sau mà nó cứ nối tiếp, không phải được 4 số này mà có thể mỗi năm là ít nhất cũng được 4 số như thế. Thì muốn vậy thì phải có nhà tài trợ. Bởi vì những gia đình mà hiếu thuận này là tôi thấy là hầu hết thì gia đình khó khăn. Đấy, cho nên họ muốn cần cái sự giúp đỡ về tinh thần là một phần thôi. Nhưng mà vật chất thì mới có điều kiện để mà nâng cao chất lượng cuộc sống, để mà chăm sóc. Nhất là lúc ốm đau bệnh tật phải có tiền. Đấy, cho nên là mình làm cái việc này mình cũng như là mình giáo dục cho con mình, nhất là các em còn nhỏ theo cái lứa tuổi của các em. Vì vậy mà tôi rất là mong các nhà tài trợ, các nhà hỗ tâm thông qua cái phát sóng trên truyền hình lần này thì cũng dành một chút ngoài cái việc kinh doanh sản xuất của mình thì cũng một chút cái tấm lòng để mà gắn kết với hội chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện. Cũng thông qua chương trình này cũng muốn rằng là đóng góp phần nhỏ bé của mình vào cái việc là xây dựng tấm gương hiếu thảo, bảo vệ được cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta lâu nay. Khi tôi rất là bất ngờ khi mà tôi đặt vấn đề với Hội Từ thiện thành phố thì được tất cả các anh chị trong ban lãnh đạo của Hội Từ thiện thành phố và kể cả đài truyền hình Đà Nẵng
rất là nhiệt tình hỗ trợ và đóng góp rất nhiều ý kiến hay để cùng nhau mỗi người một tay xây dựng chương trình này. Trước cái tấm lòng của mọi người muốn cùng nhau xây dựng một cái nếp sống tốt đẹp hơn cho cái thế hệ trẻ về việc giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, hòa thuận anh chị em và cùng nhau xây dựng cộng đồng xã hội ngày càng tốt hơn. Tôi rất mong muốn cái ý tưởng này được nhiều người ủng hộ để góp phần xây dựng Đà Nẵng chúng ta có một văn hóa đặc sắc và tốt đẹp trong những ngày sắp đến. Tôi cũng rất là quý trọng anh Hà Giang, chủ tịch của công ty Hà Giang Phước Tường. Anh là một người mà có thể nói rằng là có cái tinh thần thiện nguyện rất là tốt. Cái chỗ mình ngồi đây là vườn ươm doanh nghiệp, thì anh Hà Giang cũng là người một trong những người đầu tiên góp vốn để lập ra cái vườn ươm này, giúp cho các bạn trẻ tham gia vào các cái hoạt động khởi nghiệp để đào tạo cái kỹ năng về khởi nghiệp doanh nghiệp cho các bạn. Thì có thể nói rằng anh Hà Giang ảnh luôn luôn giữ được cái tấm lòng thiện nguyện đối với lại cộng đồng của xã hội rất là quý. Nhưng mà nếu mình anh Hà Giang mà anh làm biết á thì sợ rằng là cũng khó khăn. Vì vậy mà tôi rất muốn là sẽ có được nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà tài trợ, thì mỗi người góp một tay để có thể là tổ chức cái chương trình này nó dài hơn. Còn đương nhiên là hiện nay cái vấn đề dịch bệnh ấy, là nó khó chung cho xã hội, vẫn khó cho doanh nghiệp. Tuy nhiên mỗi lúc mà chúng ta có cái cách khác nhau, làm sao đó mà chỉ để động viên đối với những cái tấm gương hiếu thảo. Chứ không, tôi nghĩ rằng là cũng không cần nặng nề cái chuyện là vật chất nhiều, mà chính là chúng ta tuyên dương, chúng ta làm cho các cái tấm gương nó lan tỏa trong cộng đồng, trong xã hội. Thì và cá nhân tôi, gia đình tôi thì sắp đến cũng sẽ ủng hộ một cái phần quà cho một cái số sắp đến của chương trình các cái người con hiếu thảo này. Hành trình của tấm gương hiếu thảo năm 2021 đã khép lại, nhưng lại mở ra nhiều niềm tin và hy vọng về chữ hiếu và đạo đức làm người. Thật hạnh phúc khi chương trình sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong năm 2022. Đó là hành động cụ thể và thiết thực nhất để góp phần gìn giữ và phát huy giá trị và vẻ đẹp của đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu kính cha mẹ của người Đà Nẵng nói riêng và người Việt Nam nói chung. Tất cả xin dành tặng những người lớn tuổi, những đấng sinh thành, những bậc làm cha, làm mẹ để họ có thể nở nụ cười hạnh phúc trong những mái ấm yêu thương.